đến nay, mục đích chính của chương trình phát hình là tạo tiếng nói chung, một sức mạnh duy nhất và tổng hợp cho các nỗ lực đấu tranh nhằm giải thể chế độ cộng sản bảo tàng, độc tài toàn trị. Hồng Vân xin kính chào quý khán thính giả của Người Việt Quốc gia Television freevn.net. Kính thưa quý vị, trong chương trình Vanessa Hồng Vân Show ngày hôm nay, chúng tôi rất là hân hạnh mời được ba vị trong ban tổ chức của ngày lễ gọi là tưởng niệm 40 năm ngày Quốc hận, kỷ niệm chiến dịch gió lốc tại San Diego trên hàng không mẫu hạm USS Midway Museum. Và Hồng Vân xin phép được giới thiệu cùng quý vị, bên tay phải của Hồng Vân, bà Diana Lee Carey, hiện nay là nghị viên của thành phố Westminster. Và bên tay phải của Hồng Vân, cô Roxanne Cho, trưởng ban tổ chức của cái buổi tưởng niệm tại Viện Bảo tàng USS Midway, và anh Alan Võ Ford là cũng trong ban tổ chức. Good afternoon everybody and welcome to freevn.net. TV. Yeah, I will conduct the interview in Vietnamese, and for your part, I will be translating what you say. Okay. First of all, thank you so much for coming here. Kính thưa quý vị, trong sáng Chủ nhật 26 tháng 4 sắp tới đây, năm nay là dấu mốc 40 năm mà chúng ta đã xa xứ, và trong cái khung cảnh mà tưởng niệm tháng 4 đen, thì ngày 26 tháng 4 này chúng ta sẽ có một buổi đại lễ rất là lớn trên cái tàu USS Midway, là cái tàu mà đã cứu hơn 3.000 người Việt Nam để mà cho định cư, mở tay ra đón chúng ta tị nạn cộng sản Việt Nam. Cô Roxanne Châu là cái người mà đã có công đứng lên để mà tổ chức cái buổi tưởng niệm 40 năm ngày Quốc hận này. Trước hết thì Hồng Vân xin mời Roxanne nói sơ qua. Hôm nọ thì trong cái press conference thì chúng ta cũng đã chiếu trên đài FreeVN cái buổi phỏng vấn, và mọi người cũng đã biết sơ qua rồi, nhưng mà ngày hôm nay Hồng Vân mời quý vị lên đây để mà cho biết thêm chi tiết về cái ngày 26 đó. Roxanne có thể cho biết được chi tiết về cái ngày đó là chương trình chúng ta sẽ có như thế nào. Dạ vâng, thưa chị. Đầu tiên nó xin gửi lời chào đến quý vị khán giả, và cũng cảm ơn chị Hồng Vân đã dành thời gian để cho tụi em chia sẻ những thông tin đến với cộng đồng. Và nếu mà nói đến những người mà có công tổ chức đó chị, thì rất là đông. Ngoài ra em thì còn có bà Diana Carey, Alan Ford, cô Phạm Văn Bằng, cô Kiều Trinh, anh Richard Bùi, anh Derek Nguyễn Hoàng Dũng, cũng như chị và một số người khác nữa. Cho nên đây là những người là đã gắn bó với ban tổ chức từ những ngày đầu đó chị. Thì... Không, mình nói như vậy là tại vì dù sao là Roxanne cũng có cái công, mà tại vì lúc đầu là một năm nay là năm ngoái là Roxanne cũng đã quen với lại ông mà Scott Marco là Media and Marketing Director của cái tàu USS Midway, thì sau đó thì cũng có lui tới nói chuyện qua nói chuyện lại để mà tổ chức cái này. Và sau đó thì Roxanne cũng đã kêu gọi những người mà luôn sát cánh với Roxanne, chẳng hạn như bà Diana Lee Carey, anh Alan Võ, và gần đây nhất thì cũng có những vị khác như là nữ tài tử Kiều Trinh, rồi chị Phạm Vân Bằng, là những người mà cũng tiếp tay sau này với lại Roxanne. Cái buổi đó đó, Roxanne có thể cho biết là chúng ta sẽ có chương trình như thế nào, và mọi người mà muốn đi thì phải làm sao? Chương trình năm nay nó rất là đặc biệt chị. Thứ nhất, nó là 40 năm tưởng niệm ngày Sài Gòn sụp đổ, cũng như là mình được gọi là Black April, là ngày tháng tư đen. Và cái thứ hai nữa đó là để kỷ niệm 40 năm chiến dịch gió lốc. Cái 40 năm chiến dịch gió lốc thì gọi là Operation Frequent Wind. Đây là cái chiến dịch mà để cưu mang các người những người Việt đó chị, khi là những ngày cuối cùng của trước khi Sài Gòn sụp đổ đó, thì nó có cái chiến dịch mà để mà giúp đưa tất cả mọi người ra khỏi Việt Nam.
Thật là lúc đó thì Hồng Vân nghe nói là có những trực thăng chạy vòng vòng đó, thì những người mà muốn trốn ra khỏi Việt Nam á thì là tìm đường để đi, nhưng mà lúc đó là rất là hên là có cái hàng không mẫu hạm USS Midway, thành ra là họ là cũng giống như là cái để cho trực thăng đáp xuống phải không, lấy người rồi để đi bay đi đầy đi qua. Cái 40 năm kỷ niệm trên cái chiếc hàng không mẫu hạm là vì nó gắn liền với cái lịch sử Việt Nam, lịch sử của người Việt tị nạn của mình. Và tại vì cái chiếc hàng không mẫu hạm USS Midway là một trong những chiếc hàng không mẫu hạm mà có mặt tại Việt Nam ngay những ngày cuối, những ngày cuối cùng của chiến tranh Việt Nam. Và khi mà những người mà được bốc đi từ giống như từ Embassy hay là từ Sài Gòn đó chị, thì là đưa ra cái chiếc hàng không mẫu hạm rồi mới cất cánh đi. Dạ vâng, xong rồi cứ là những cái chiếc máy bay đó cứ bay tới bay lui, bay tới bay lui để mà cho nên nó mới gọi, nó có cái tên gọi là Frequent Wind Frequent Operation. Dạ vâng. Trong 2 ngày, 30 tháng 4 và họ ở lại mùng 1 tháng 5 nữa. Và cái đó là để không những là đưa những người Việt của mình đi, những người tị nạn, mà những người Mỹ mà làm việc ở đó. Làm chị. Việc, dạ vâng. Dạ vâng. Dạ. Thì trong cái chương trình năm nay đó rất là đặc biệt. Bắt đầu từ 10 giờ sáng thì 10 giờ cho tới 12 giờ là cái chương trình văn nghệ. Khi mà chúng ta nói tới văn nghệ đó, nó không phải là cái văn nghệ để mà văn nghệ ồn ào, những cái nhạc sống động, vui. Nó không phải là như vậy. Những cái tiết mục trình diễn nó cũng liên quan tới văn hóa, lịch sử của Việt Nam mình. Nói chung là nâng cao cái để nâng cao cái niềm tự hào đó, chỉ niềm tự hào dân tộc. Thứ nhất, cái thứ hai nữa, những bản nhạc về chiến tranh, những bản nhạc quê hương, đó là cái phần văn nghệ. Rồi tiếp đến cái phần long trọng nhất là từ 12 giờ cho tới 2 giờ chiều. Thì trong cái chương trình này đó, đầu tiên mở đầu là chào cờ, nó gọi là cái Color Guard, thì là chào cờ Mỹ, xong rồi ngay sau lưng đó, ngay sau đó là mình chào cờ Việt Nam. Cái đặc biệt thì trong cái chương trình này đó chị, chào cờ Việt Nam mình thì có hai, nghĩa là một bên lính Mỹ, một bên lính cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa mình đứng ra để chào cờ, và kéo cờ thì cũng có cựu chiến binh của Mỹ và cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa của mình để kéo cờ. Và hai bên mà khi mà đứng mà để mà chào Color Guard nó đi lên đó chị, hai bên là đều là cựu chiến binh của Mỹ và cựu chiến binh Việt Nam mình. Và rất là long trọng nha. Là long trọng. Và sau khi chào cờ rồi đó thì tiếp đến nó có cái gọi là the wreath ceremony, là đặt vòng hoa tưởng niệm. Thì đây là lần đầu tiên trong một buổi lễ mà sẽ chúng ta sẽ ghi ơn, tưởng nhớ cũng như ghi ơn 260.000 người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Trước kia thì luôn luôn trong những buổi lễ như thế này thì chúng ta nhắc đến 58.000 người, nhất là những cái tổ chức của Mỹ đó chị. Thì chỉ 58.000 người lính Mỹ được nhắc tới, nhưng mà không ai nhớ để mà nhắc tới những cái hy sinh của 260.000 người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Một số rất là lớn. Em nghĩ là dù là chỉ là một người hy sinh nó cũng là đáng để mà tưởng nhớ đến. Thì khi mà mình đọc xong cái bài diễn văn bên người Mỹ đó chị, thì sẽ đặt vòng hoa xuống dưới biển, giống như mình bỏ vòng hoa xuống từ trên này mình thả xuống. Very touching. Rồi tới cái bài diễn văn về các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đó, những hy sinh của 260.000 người đó, thì cái vòng hoa sẽ được cái vòng hoa thứ nhì sẽ được bỏ xuống biển. San Diego. Đó là cái phần rất là hay. Hồng Vân nghe mà đã nổi da gà đó. Như là chương trình rất là long trọng và rất là long trọng và rất là hay mà. Đặc biệt hơn nữa là USS Midway đã đặt cho mình 5.000 lá cờ cầm tay, lá cờ Việt Nam Cộng Hòa để cầm tay.
và 300 lá cờ mà để treo, lá cờ lớn. Dạ, cờ vàng ba sọc đỏ và treo lên trên, và treo chung quanh hai bên cái tàu. Cái tàu thì rất là lớn, vâng. À, vâng, à, bây giờ thì Hồng Vân xin phép và quay qua bà Diana Lee Carey. Kính thưa quý vị, Diana, I know that you have a very busy schedule as a city council member of Westminster, but I would like to ask how you are very involved with this organization. Can you share with us why? I understand that your dad has been a veteran. Yeah, very much. It's very important to me that we honor our veterans, both in the Vietnamese Armed Services and also in the American Armed Services. My dad was a veteran in World War II. Yeah. My husband was in Vietnam. My best friend was in Vietnam. I have family and friends that died. And one of the issues when the American veterans came back here, they were greeted with indifference or anger. And so I think that this is such a wonderful time to be able to say thank you, not only to the Vietnamese veterans, but also to the American veterans. Mm-hmm. And, you know, the wall that's in Washington, D.C. is going to be right there with us. Oh. And so that a portion of the wall, it's the wall, and it's been miniaturized down with the names on it. So it's going to be very, very moving. So that was one reason, you know, the veterans very important to me. But the other part, which is also equally important, I was a young teacher in 1975, and many of my students over the years came from Vietnam, and I learned so much about the culture, and I admire so much the struggles. And this is really important on the 40th anniversary of the fall to acknowledge their sacrifice and to also celebrate how absolutely wonderful all the you know, the advances, the children, you know, the how much we've gone forward. Yeah. And what a significant contribution that the Vietnamese have made to our community. It's been so enriching and so beautiful. And so we need to celebrate those advances and be proud of ourselves, but we also need to commemorate the incredible sacrifice of our veterans and our citizens today. Yeah. Let me summarize a little bit about that. I forgot about that. Okay. Vâng, kính thưa quý vị, bà nghị viên thành phố Westminster Diana Lee Carey có nói là lý do tại sao mà bà muốn phụ một tay vào cái tổ chức cái chương trình mà gọi là tưởng niệm 40 năm ngày quốc hận tại trên cái hàng không mẫu hạm USS Midway này. Bởi vì bà nói là bố của bà cũng đã từng là một cựu quân nhân trong đệ nhị thế chiến, và chồng của bà cũng như là người bạn thân của bà cũng đã từng tham chiến cuộc chiến tại Việt Nam. Bà đó là hồi trẻ bà là một cô giáo, phải không ạ? Năm 75, do đó mà bà có những cái gọi là về tình cảm, gọi là dính với lại những người, với lại người Việt Nam. And also I admire you always at the Vietnamese events in Orange County. You yes. are always in the beautiful áo dài. Bà luôn luôn là một người rất là hãnh diện trong cái tà áo dài Việt Nam. And I heard that you have 27 áo dài already, right? Yes. I count the it's a fan, yeah. Gorgeous áo dài. Vâng, và bà đó là rất là thích mặc áo dài, và bà đã có 27 cái áo dài, và lúc nào mà xuất hiện trong những gọi là buổi lễ mà dính tới cộng đồng Việt Nam của chúng ta thì bà đều mặc áo dài Việt Nam hết. Thành ra là bà cũng rất là đắc lực để mà giúp tổ chức cái này. So you will help invite the elected officials? Yes, I did. I invited all of our elected officials in Orange County. In Orange County. In Orange County and in San Diego as well. And that would be the supervisors, the people in the legislature up in Sacramento, and then the mayors and the city councilmen from our cities. Great. Around yeah, here. Vâng. Bà sẽ giúp để mà mời các vị trong chính quyền, phải không ạ? Thank you so much. Thank you. Yeah. Và bây giờ thì Hồng Vân xin quay qua anh Alan
Võ Ford. Chắc quý vị cũng đã nhận thấy khuôn mặt của anh rất là quen thuộc trong những sinh hoạt cộng đồng, và gần đây nhất thì anh cũng xuất hiện như là một diễn viên tài tử, diễn viên trong phim Ride the Thunder, tức là tiếng Việt gọi là Cưỡi Ngọn Sấm. Dạ vâng, và anh cũng là producer luôn nữa. Thì anh là một người bạn thân sát cánh với lại Roxanne trong những sinh hoạt cộng đồng. Thì trong kỳ này đó, trong cái buổi mà tại USS Midway ngày 26 tháng 4 này, thì Alan sẽ lo về vấn đề gì? Alan có thể chia sẻ được không ạ? Xin cảm ơn chị Hồng Vân. Dạ. Và Alan với lại Roxanne thì cũng là hai người bạn lâu năm rồi. Dạ. Thì Roxanne có gọi lên để vô cái committee cái USS Midway, thì actually 5 năm về trước đó Mình cũng có hát ở trong cái chương trình Midway. Dạ, yeah, 5 năm thì, trước. Nhưng mà không có được involve vô cái committee. Yeah. Thì năm nay đó Alan rất là hãnh diện là được cái sự mời của Roxanne. Yeah. Và là chung làm việc chung với lại người đẹp rất là hai người đẹp dễ thương là Goliana và Vanessa và nhiều người đẹp đằng sau nữa. Thì cái tổ chức này đối với quý vị rất là quan trọng đối với người Việt hải ngoại. Vâng. Và đối với riêng Alan đó, tại vì bố của Alan cũng là một người cựu quân nhân phải không ạ? Bố nhân cũng đi tù, cũng ở tù cải tạo. Dạ, dạ. Thì bởi vậy Alan muốn làm những cái gì để lợi cho những đời sau. Yeah. Hiểu rằng là tại sao bố mẹ mình hy sinh về mình, hy sinh về cái tự do. Yeah. Thì Alan mới 10 năm trước thì Alan có sản xuất cái phim Vượt Sống, Journey from the Fall đó. Yeah. Thì phim nó nói lên cả triệu người tị nạn, sau khi mà họ tị nạn, họ mất nước rồi họ đi đâu. Yeah. Thì mình để lại những cái kỷ niệm đó cho đời sau. Và đồng thời mới đây thì Alan làm một cái phim về thủ lục chiến của Mỹ và Việt Nam. Yeah. Nó nói lên cái sự thật của cái chiến tranh Việt Nam. Yeah. Là tại sao lính Mỹ và người Mỹ involved vô. Yeah. Và tại sao có trong thời gian chiến tranh đó, có nhiều người phá vỡ cái chiến tranh đó. Yeah. Để làm cho Mỹ rút ra. Yeah. Để mình thứ nhất là mình mất nước, thứ hai đó là những người mà cũng nhân loại Mỹ với lại Việt Nam á bị mang tiếng bởi những những người đó. Yeah. Bị những cái tuyên truyền mà sai lệch đó phải không ạ? Dạ vâng. Mấy cái propaganda mà cộng sản nó nhất là cái cô mà Jane Fonda trong thời gian đó cậu 8 năm liên tục lên đài lên hết để rally những người trẻ để coi như là phản lại cái chiến tranh, phản chiến. Phản chiến đúng rồi. Yeah. Và cổ đồng thời đó cổ nickname của cổ đó là Hà Nội Jane. Yeah. cổ lên miền Bắc Hà Nội đó, cổ đi chung với lại cộng sản và cổ coi như là hạ hết những cái người Mỹ và người Việt Nam Cộng Hòa. Yeah. Nên cái phim nó nói lên những cái lời quan trọng, và đồng thời cái phim đó thì nó có dính líu tới cái USS Midway là vậy. Yeah. Tại vì trong thời gian đó chiến tranh đó thì những cái thủ quân lục chiến và những cái người Navy và những cái đội gì đó cũng go through cái USS Midway. Yeah. Thì cái lịch sử nó nằm ở đó. Yeah. Nên bây giờ lên nghĩa dính nhau. Cái này nó rất là quan trọng để lên nhau. Vâng. Hồng Vân cũng rất là gọi là khâm phục hai vị bạn trẻ, là tại bởi vì là Roxanne với lại Alan có thể nói là thế hệ một rưỡi đó. Tức là cũng lúc mà qua đây thì cũng còn rất là bé, khoảng chừng một vài tuổi thôi, mà rất là thiết tha với lại quê hương Việt Nam của chúng ta, mà luôn luôn hướng về quê nhà. Thành ra là đứng lên tổ chức cái này cũng rất là bận rộn và cũng rất là nhiều khê cực nhọc phải không ạ? Nhưng mà cũng là cũng dedicate, hy sinh thời gian rồi cũng nhiều thứ hy sinh để mà lo cho cái công việc này. Thành ra là cái ngày thì đó là lý do mà tại sao Alan cũng involve vô cái việc này cùng với lại Roxanne. Alan sẽ lo về những cái gì cho cái Alan buổi này. Trong cái chương trình mà setting cái program đó, đồng thời ngồi chung với ban tổ chức để làm cái program cho ngày đó. Sponsorship. Cũng, và lo về sponsorship. Cái phần đó rất là khó đó. Tại vì mình muốn là những người cao niên đó họ có thể xuống với đó dạ dạ tìm những cái sponsor để giúp cho những cái xe bus. Là chợ mình phải mướn xe bus cũng tốn tiền. Thành ra là phải tìm sponsorship phải không? 900 đồng cho một chuyến. Hai chuyến đi tới đi lui đó. Vậy hả? Dạ round trip. Round trip nói chung là những cái xe bus đó chị. Dạ. Bây giờ là tụi em chưa biết là mình sẽ được bao nhiêu xe bus, nhưng mà mình biết trước là hiện giờ là thì là nơi tụ tập là ở chợ nào ở ngay chợ ABC đó. Chợ ABC là ngay Magnolia và Bolsa, là một cái địa điểm mà có xe đò đó, thành ra là cũng rất là dễ cho các bác cao niên biết chỗ ha. Thì là tụ tập ở đó từ mấy giờ?
7 giờ sáng để mà 6 giờ là xe sẽ có mặt và 7 giờ là lên xe để cho chúng ta có thể đến make sure là đến khoảng 9 giờ trước 10 giờ bởi vì đúng 10 giờ là sẽ khai mạc phải không ạ? Dạ. Vâng, vậy thì nếu mà quý vị nào mà đang xem đài đó không có phương tiện mà đi xe nhà thì quý vị có thể đến ABC nhưng mà có phải ghi danh trước không nếu không làm dạ không chị hiện giờ đó thì coi như là Thùy Âm sẽ cố gắng tìm một số nhà bảo trợ để lo cho những xe bus nếu đủ khả năng thì Thùy Âm sẽ cố gắng là cho miễn phí còn nếu không nếu mà không có xin đủ một sponsor participation thì là những cái vé đó những cái vé xe chỉ là giá tượng trưng như là có thể là lên từ anywhere từ 8 tới 10 đồng cũng là round trip từ đây xuống San Diego từ tiền xăng thôi cũng rất là nhẹ nhàng vâng vậy thì kêu gọi quý vị hãy tham dự đông đủ để chúng ta đánh dấu ngày 40 năm mà chúng ta xa quê hương phải không ạ? Vậy là rất hay có xe bus có tình này rất là vui. Thì tại tụi này có nghe một tin buồn đó là ở bên Camp Pendleton cái event bị cancel thì đã hủy bỏ vâng thì lúc đó thì Roxanne với lại Alan có xuống San Diego để gặp lập tức cái ban tổ chức là anh Scott với lại Vanessa và có tâm sự với họ thì họ lập tức họ nghe cái tin này họ cũng rất là buồn thì họ mới nói ok nếu vậy thì nhiều đồng bào sẽ tới cái tàu nhiều hơn nữa thì họ muốn làm cái gì để giúp thì họ nói ok bây giờ họ giảm giá nữa 50%. Good, có nghĩa là cái giá thường lệ là 20 đô cho 10 vô thì bây giờ nó chỉ còn 10 đô thôi rút 10 người trở lên. 10 người trở lên thì là chúng ta chỉ được bớt 50% là chỉ có trả cho cái vé mà lên cái viện bảo tàng USS Midway Museum đó chỉ có 10 đô la mà thôi. Vậy thì nếu mà quý vị rủ nhau mà đủ con số 10 người trở lên thì từng 10 người một mình mua được cái vé là 10 đô la. Phải không ạ? Ngoài ra thì có một cái website nào để chúng ta có thể lên để mà biết thêm chi tiết hoặc là... Có hai website ha. Cái website chính của Midway đó là www.midway.org là midway.org và cái thứ hai là quý vị có thể lên Facebook á, quý vị có thể search á, USS Midway 40 năm tưởng niệm đó, cứ bấm USS Midway cứ bấm, sẽ ra cái website của mình chọn lựa cái nào mà 40 năm tưởng niệm còn không mà họ có thể gọi số này này chị để biết thêm chi tiết mà để mua vé nữa chị. Thì cái poster này sẽ hiện lên trên màn ảnh của quý vị nếu mà quý vị muốn giữ vé để mua vé 10 người trở lên thì sẽ được bớt 50% có lẽ là có nghĩa là chỉ còn 10 đô la mà thôi thay vì 20 đô la cho cái vé thì quý vị có thể gọi số 619-544-9600 và chắc là cái số này nói tiếng Anh thôi phải không ạ? Một lần nữa cái số này đang hiện lên trên màn ảnh của quý vị là 619-544-9600 để mà giữ vé. Còn nếu không thì quý vị có thể lên cái website là midway.org cái museum cái viện bảo tàng của cái hàng không mẫu hạm USS Midway này mà năm 1975 đã cứu được hơn 3.000 người ra khỏi Việt Nam kính thưa quý vị. Thưa quý vị, USS Midway đó là đã được retire năm 11 năm về trước. Thì bây giờ thành viện bảo tàng rồi. Thì 5 năm về trước đó người Việt mình có tổ chức ở đó, ban tổ chức có tổ chức ở đó cho cái 35 năm. Thì lúc đó họ nghĩ là chắc khoảng 600 người hoặc là 1.000 người đến thôi. Nhưng mà không ngờ là lúc đó 6.000 người đến. Thì họ rất là vui. Nên năm nay thì Alan nghĩ là chắc cũng khoảng 6.000 người tới 10.000 người đến. Thì xin mời quý vị hãy đến sớm và để tìm những chỗ parking để Hồng Vân biết là cái parking ở ngay cái viện bảo tàng đó đó thì chứa được trên 400 chỗ thôi. Nhưng mà chúng ta có thể đậu ở những chỗ ở bên ngoài rồi xong rồi chúng ta có đi bộ vào hoặc là sẽ có những cái xe bus chúng ta hỏi thì là xe bus họ sẽ ngừng ngay chỗ USS Midway để chúng ta vào. Mời Hút Sen nha. Hút Sen tính nói là một điểm đặc biệt khác nữa đó chị là trên cái hàng không mẫu hạm này nó có một cái triển lãm
được bảo trợ do một công ty Việt Nam của mình là đài KVOA TV. Họ bảo trợ cho một cái triển lãm của cái chiếc máy bay mà thiếu tá Lý Bửng bay đó chị. Không biết là chị có quen thuộc với cái câu chuyện đó hay là không, nhưng mà ngày 30 tháng 4 đó thì thiếu tá Lý Bửng lái cái chiếc máy bay, cái chiếc máy bay Cessna đó nó là nó chỉ dành cho hai người thôi, là tại vì nó gọi là cái observation plane, là để quan sát cái chị, cái chiếc máy bay quan sát thôi, cho nên là chỉ có hai người. Thì cái ngày hôm đó đó chú mới trong chiếc máy bay đó có chú, vợ của chú và năm người con nhỏ trong cái chiếc máy bay đó. Khi mà chú cất cánh rời mảnh đất Việt Nam đó thì chú cũng không biết phải đi đâu nữa. Nhưng mà chú cứ cất cánh lên thì chú thấy bao nhiêu chiếc máy bay nó bay về một hướng, thì chú bay theo về cái hướng đó. Khi mà chú ra tới ngoài khơi rồi đó, chú mới tìm thấy tự nhiên chú thấy bao chiếc máy bay, bao nhiêu chiếc máy bay trực thăng nó đều hướng về một chỗ. Chú bay tới cái điểm đó thì mới tìm thấy cái chiếc Midway. Cái chiếc Midway này, và chú bay vòng vòng ở phía trên, chú xin phép được đáp xuống, nhưng kẹt một cái đó, cái chiếc máy bay của chú là nó phải cần một cái nghĩa là có mảnh đất dài để mà platform để mà đáp đó, xuống đáp xuống. Tại vì trên cái sân bay của hàng không mẫu hạm đó thì tất cả những cái chiếc máy bay nó phải có cái gọi là cái tail hook đó chị, để mà nó móc lại đó, để mà ngưng, để mà ngưng lại. Tại khi chị đáp xuống nó phải có cái dây móc lại để mà ngừng, để ngừng. Stop đó. Cái chiếc máy bay của chú thì nó không có cái đó. Thành thử ra là khi mà thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái sân bay nó đã quá đông rồi, nó không còn chỗ nữa, cho nên là khi mà chú xin phép đáp xuống đó thì cái ông thuyền trưởng ổng cứ ra dấu là đáp xuống biển xong rồi ổng cho người cứu lên. Nhưng mà chú cứ thả cái, chú xin phép chú thả cái note xuống trên cái sân bay, chú xin phép để được đáp, tại vì trong trong chiếc máy bay của chú còn có vợ và năm người con. Nhưng mà rất tiếc là mỗi lần chú thả xuống thì nó cứ bay đi đó chị. Xong cái lần thứ ba thì là cái ông có một người lính bốc lên được, thì đưa ngay tới cho cái ông thuyền trưởng. Thuyền trưởng, tại vì ông mới đọc được cái flyer. Và khi đó đọc được đó là ông, khi mà ông nghe trong xe có năm đứa bé đó, tại vì trong cái lá thư, trong cái note đó là chú Lý vẫn ghi rằng là chú có vợ và năm con, và chú có đủ xăng để bay vòng vòng một tiếng đồng hồ để cho mọi người clear cái deck, là đẩy trong đẩy chỗ để cho có chỗ trống để cho chú đáp. Thì khi mà đọc được là ông, trong vòng tích tắc thôi là ông bảo là clear the deck để cho cái gia đình đó họ đáp xuống để cứu năm người năm người con và hai vợ chồng đó. Thành thử là trong cái hình đó chị thấy bao nhiêu chiếc trực thăng bị đẩy xuống dưới biển. Đó là cái công của cái ông, một cái hành động đáng khen là cái ông thuyền trưởng đó cũng rất là tốt, tại vì hy sinh bỏ những cái trực thăng xuống biển để mà những cái đồ chỗ. Đó thì nó cũng, mình cũng hiểu là nó cũng không phải là đáng để mà giữ khi mà mình cần phải cứu người. Đúng rồi. Nhưng cái quan trọng cái ở đây quan đó trọng chị hơn, nhưng ở đây đó ổng là thuyền trưởng và những cái đó nó không phải là của riêng ổng. Và ổng không có cái quyền làm như vậy, và ổng có thể là bị tù. Could have been the end of his career. The end of his career to make that decision. Nhưng mà ổng không có ngại ngùng. Đó, cái hay là ông thấy đó, cái mạng sống mà cần cứu liền nó quan trọng hơn phải không ạ? Mà khi đáp xuống đó chị, là chú Lý Bửng, thiếu tá Lý Bửng đáp ngay cái chỗ mà họ chỉ định sẵn để cho chú đáp. Cho nên là trên thuyền đó mọi người cảm thấy là đây giống như là chú đã tập vợt cả ngàn lần. Hay quá. Để mà đậu được ngay cái chỗ như vậy. Cho nên là xôn xao và rất là vui. Nó cũng là một cái câu chuyện rất là thú vị. Và hiện giờ cái chiếc máy bay thật đó chị thì là được display, được triển lãm. Triển lãm bên Pensacola, Florida. Còn cái replica đó là được nhà bảo trợ KVLA độc quyền cái triển lãm đó. Và nó được, nó nằm trên cái hangar của cái chiếc hàng không mẫu hạm tại San Diego. Cái replica mà cái mà làm giống như vậy đó thì nhỏ hay lớn ạ? Exactly. Nhưng mà nhỏ và hay lớn? Được treo lên. Tức là cùng size, cùng cái exactly. Tức là giống y hệt như vậy. Hay lắm. Dạ vâng. Ở đó nó hay cái gì là nó có nhiều trò chơi cho trẻ em lắm. Dạ vâng. Thì quý vị dẫn trẻ, mấy con em mình á tới thứ nhất là nó học hỏi về cái lịch sử đúng của thế. Mỹ và của Việt Nam. Dạ. Và cái thứ hai nó cũng có thể chung vui tinh tạo để nó có trò chơi cho bé. Là một ngày mà đáng ghi nhớ mà cho cả gia đình đó. Dạ vâng. Ngày tưởng niệm quan trọng nhất ở trong đời của mấy cháu. Dạ vâng.
Vâng. Mà trên thuyền đó chị, ngày hôm đó đó, bắt đầu ngày hôm nay nè, là ở dưới đó họ đã thắt mấy cái băng ri đó chị, màu vàng để tưởng nhớ cũng như ghi ơn 58.000 chiến sĩ Mỹ đã hy sinh trong chiến cuộc Việt Nam. Và nó có cái tường đen. Cái tường đen là nó là cũng là cái replica 200 feet dài Washington DC đó hả? Dạ vâng. Nó được reduce, nó làm bằng nửa cái size thật. Nửa cái size thật. Vậy là cũng tốn kém lắm, làm sao làm và ngoài ra cái đó đó chị, thì ngay thực chỗ cái tấm cái bức tường đen đó, mình sẽ có một cái lư hương để cho bất cứ ai họ muốn thắp nhang để tưởng nhớ những người mà đã hy sinh vì Tổ quốc nha. Rất là, vậy là đây là một cái ngày mà chúng ta không thể nào mà vắng mặt được. Tức là nếu mà quý vị kẹt cái gì cũng nhớ thu xếp để mà mang gia đình mình đến. Như anh Alan và Roxanne nói đó, là một ngày cho các em cũng học hỏi về lịch sử Mỹ và Việt. Và đây là cũng là một cái ngày để chúng ta có thể là gọi là nói lời cảm ơn đến những người mà đã hy sinh cho Tổ quốc. Và chúng ta cũng để cảm ơn Thank You America nữa, là cái xứ mà đã rộng mở bàn tay ra để mà đón tiếp chúng ta. Và như là bà Diana Carey có nói là bữa đó có cái bức tường mà replica, bức tường đen mà ở Washington DC mà ghi tên của 58.000 chiến sĩ đã bỏ mình cho trận chiến Việt Nam. Ngoài ra thì còn có cái replica của cái trực thăng. Rồi mình có thể vô chiếc máy bay để mình chụp hình luôn được. Đúng rồi, có nhiều máy bay lắm đâu. Quý vị đến cái sân cái biển cảng này đó đẹp lắm. Nó rất là đẹp. Rất là đẹp. Thời nó có chiếc hạm này nhưng mà nó có nhiều cái chiếc tàu khác cái bên nữa. Đúng rồi. Quý vị có thể đi xong chiếc hạm rồi có thể qua những cái khác chơi rồi. Đi tham quan cái cảnh đẹp, rất là đẹp ở ngay bờ biển đó. Vâng, đúng rồi. Vâng. Nếu mà thưa chị, nếu mà chị có thể cho em gửi cái thông tin này tới tại đây đó, nếu mà quý vị muốn biết thêm chi tiết đó chị, họ có thể liên lạc thẳng với lại tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa hải ngoại, trung tâm điều hợp Tây Nam Hoa Kỳ, và cái số điện thoại là 951-733-8844 dạ vâng, và 213-631-1060 dạ vâng. Richard Bùi Đà. Dạ vâng. Số điện thoại này được hiện lên trên màn ảnh của quý vị. Một lần nữa thì Hồng Vân xin đọc lại là nếu mà quý vị muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể liên lạc với lại tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa hải ngoại, trung tâm điều hợp Tây Nam Hoa Kỳ, và cái văn phòng này ở ngay Corona là miền Nam California này. Quý vị có thể liên lạc số điện thoại 213-631-1060 hoặc là 951 là vùng Riverside, 951-733-8844, thì quý vị cũng có thể biết thêm chi tiết, vì Roxanne vừa mới nhận được qua email đây. Trước khi mà chúng ta chia tay, không biết là Roxanne hoặc là anh Alan hoặc là bà Diana Curry, would you like to say something before we end the conversation? Well, thank you. Yeah, I just want to be sure and invite everyone to come down. This is, you know, really a once-in-a-lifetime opportunity, especially as our community gets older. So we've got to come down and say thank you and help celebrate what a wonderful community this is. Dạ vâng. Chương trình ngày hôm đó, thưa quý vị, nó không phải chỉ là một cái ngày để mình tưởng niệm những cái mất mát. Đó là một phần của cái chương trình, nhưng cái điểm đáng nói là để gửi lời cảm ơn đến với tất cả các chú các bác, để ghi ơn các vị anh hùng đã hy sinh, nhưng cũng gửi lời cảm ơn đến với các chú các bác hiện giờ vẫn còn có mặt ở đây và tiếp tục đóng góp để xây dựng cộng đồng. Và cái thứ ba nữa là để cũng celebrate những cái gọi là mình cũng sau bao nhiêu năm rồi chị, mình không còn là những người tị nạn mà khốn khổ. Hay là tại vì là cộng đồng Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều gương thành công. Dạ vâng. Đã phát triển, đã thành đạt và đã đóng góp lại cho Hoa Kỳ trong những cái sự việc rất là vĩ đại. Cho nên em nghĩ là đó cũng một phải vinh danh. Dạ vâng. Không phải vinh danh mà mình cần phải nhấn mạnh và cũng để cho mọi người thấy được cái điều đó. Vâng.
Còn riêng phần Alan đó thì có nhiều người họ gọi vô đó, họ muốn hỏi là cái ngày đó đó có thể cái cờ Việt Nam mình đó, đó được treo lên không đó. Thì vẫn thưa quý vị là được. Là cờ Việt Nam mình sẽ phất phới chắc chắn rồi, tại vì hồi nãy nghe Ruxen nói là có chào cờ Việt Nam và hai bên cái tàu đó là có mấy trăm lá cờ hả? Dạ, phía trên mà treo là mấy trăm lá cờ lớn, lớn còn những cái lá cờ cầm tay cầm đó, tay làm chúng là ta sẽ phát cho 5.000 lá cờ. Có trên 5.000 lá cờ là mít quen là cái viện bảo tàng đã order cho chúng ta rồi. Wow, hay quá. Dạ vâng. Một lần nữa thì thank you Dan Carey, thank you Roxanne and thank you Alan đã lên đây để cho buổi nói chuyện này. Một lần nữa thì Hồng Vân xin nhắc lại quý vị là sáng chủ nhật 26 tháng 4 đúng 10 giờ sẽ khai mạc, quý vị nhớ đi từ 7 giờ sáng từ đây lên đến San Diego USS Midway là trong downtown đó, thì cái địa chỉ của cái tàu USS Midway, viện bảo tàng USS Midway là 910 North Harbor Drive San Diego, thì khoảng cách Orange County, quận Cam của chúng ta khoảng 85 miles cho đến 90 miles. Thì quý vị nhớ đi sớm, và nếu quý vị nào mà không có phương tiện xe nhà thì quý vị có thể đến chợ ABC là trên đường Bonsa góc với lại Magnolia đúng 7 giờ sáng.